Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Thịnh. Ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề là chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở thì cần những thủ tục gì. Đó cũng là một câu hỏi của một bạn đã inbox hỏi cho tôi rằng là bạn đó có một mảnh đất trồng lúa nhưng mà muốn chuyển sang đất ở, đất thổ cư thì phải làm những thủ tục gì. Đó thì ok, thì video này tôi xin nêu ra chi tiết cho các anh chị và các bạn. Thứ nhất là chúng ta nói về đất trồng lúa là gì, và thứ hai là phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thì cần làm những gì. Ok, trước khi đi vào chủ đề video thì tôi xin mời các anh chị và các bạn, ai chưa đăng ký kênh cũng như là ai mới bắt đầu xem video này lần đầu tiên thì anh chị và các bạn hãy để lại cho tôi xin một like và hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nữa, và hãy đăng ký kênh ủng hộ cho tôi để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và các bạn sẽ nhận được video về bất động sản cũng như là pháp lý và cập nhật thông tin về đất sớm nhất nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn. Ok, thì thứ nhất chúng ta đi vào là đất trồng lúa là gì. Đất trồng lúa được quy định tại luật đất đai 2013 như sau, theo điều 134. Thứ nhất là nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp mà cần thiết phải sử dụng một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc là tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Thứ hai là người sử dụng đất trồng lúa phải có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất là không được sử dụng sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm hay là trồng rừng hay là nuôi trồng thủy sản, hải sản, làm muối, và vào mục đích phi nông nghiệp nếu như là không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Thứ ba, người được nhà nước giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích là phi nông nghiệp, từ đất chuyên trồng lúa ở nước phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc là tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định mới của chính phủ. Thì theo đó là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sử dụng mục đích phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai hiện tại thì đang bị hạn chế. Đó. Thì trường hợp mà thật sự cần thiết thì sau đó nhà nước phải có biện pháp bổ sung diện tích đất trồng lúa lại. Vậy thì thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Ok, thì thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị một bộ hồ sơ cho mình. Đó. Thì theo điều 6 thông tư 30 năm 2014 thì hộ gia đình cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những loại giấy tờ sau. Thứ nhất là đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 1 là chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc là đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Khi anh chị và các bạn chúng ta nộp hồ sơ xuất trình phải thêm chứng minh nhân thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước công nhân nếu có yêu cầu. Đó. Thì các bước thực hiện chúng ta đi vào bước thứ nhất là chúng ta nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên Môi trường. Trường hợp mà nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ trong thời gian không quá 3 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ. Đó. Bước thứ hai là xử lý và giải quyết yêu cầu. Thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm để thẩm tra hồ sơ của anh chị và các bạn, phải xác minh thực địa, phải thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thì Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, người sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ và tài chính. Bước thứ ba là trả lời kết quả. Đó, thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ và tài chính. Thì thời gian không quá là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
là không kể là thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đó, thì không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo và các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn đó. Ok, thì tôi vừa nêu cho các anh chị và các bạn về ba cái bước để chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở đó. Thì chúng ta bắt buộc phải có xin phép và được sự đồng ý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì mỗi năm thì mỗi địa phương thì có một cái diện tích mà tối thiểu thôi để cho chuyển đổi sang mục đích là đất ở đó, nên chúng ta phải xin cơ quan ở địa phương đó. Ok, thì video của tôi cũng xin kết thúc tại đây. Anh chị và các bạn xem video hãy để lại cho tôi xin một like, một chia sẻ, và hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào nút hình quả chuông ở bên cạnh để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và các bạn sẽ nhận được những thông tin về pháp lý về đất cũng như là cập nhật thông tin về bất động sản sớm nhất. Xin kính chào anh chị và các bạn.